Nhắc tới những gương mặt hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại V-League 2020 thì không thể bỏ qua một cái tên mới mà cũ, đó là tiền vệ Huỳnh Tấn Tài, nội binh đầu tiên mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa về câu lạc bộ Sài Gòn ngay sau khi ông lên nắm quyền. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Tấn Tài trong lần trở lại sân chơi cao nhất quốc gia. Mười ba pha lập công trong 18 lần ra sân, tức là chiếm đến phân nửa tổng số bàn thắng của câu lạc bộ Long An trong mùa giải hạng nhất 2019 với tổng cộng 30 bàn, có hiệu suất trung bình 1,38 bàn một trận. Đó là những thông số rất ấn tượng của tiền vệ Huỳnh Tấn Tài ở mùa giải vừa qua. Chính bởi vậy, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã quyết định chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994 ngay sau khi ông đến dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn. Thứ nhất là Huỳnh Tấn Tài là cầu thủ có kỹ thuật và tư duy tốt. Tôi nhớ nhầm là dưới thời ông Yoda thì cậu ta đã được gọi lên đội tuyển, và đặc biệt ở chỗ cậu ta lại có thể chơi nhiều vị trí, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hậu vệ cánh, và thậm chí đá tiền đạo lùi cậu ta thì chơi được. Ở đây chúng tôi rất là cần những cầu thủ đa năng như vậy. Kết thúc giải hạng nhất 2019 thì thầy Phúc có gọi bảo về chơi với thầy, thì tôi vâng lời. Đối với tôi, quyết định đó rất là khó khăn vì mình là người của địa phương, quê hương Long An, và được đào tạo từ nhỏ thì lúc đó rất là khó khăn mới đưa ra quyết định. Nhưng mình phải chọn con đường ra đi để mình có cái mục tiêu mới và phát triển bản thân. Dù được tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn cũng như giới chuyên môn nhận xét là một cầu thủ đa năng, có nhiều kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng, tuy nhiên, cầu thủ người Long An vẫn ít nhiều có những lo lắng trong lần trở lại sân chơi V-League. Tôi có chút áp lực, nhưng tôi nghĩ mình đã trải qua nhiều năm thi đấu rồi, thì nếu mình vượt qua được áp lực đó, mình sẽ được những cái thành công mà mình mục tiêu mà mình đề ra trong mùa giải đầu tiên khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn. Gần 8 năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao, Huỳnh Tấn Tài được đánh giá là cầu thủ có lối chơi cống hiến, nhiệt huyết và đôi lúc là cứng rắn. Chính phong cách này đã giúp anh có được vị trí vững chắc trên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura hay cả ở câu lạc bộ Long An. Tuy nhiên, cũng chính lối chơi rắn đã khiến anh gặp phải những nốt trầm trong sự nghiệp cùng những giày dứt mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoài. Chuyện buồn nhất đối với tôi là vào năm 2018, sự cố trên sân Hàng Rẫy. Đến bây giờ tôi vẫn thấy áy náy và buồn, phải là tình huống mà bóng với Hào ấy dẫn đến chấn thương ngoài ý muốn. Tình huống xảy ra quá nhanh, mình để Hào là chấn thương chỉ ấy thôi, nhưng sau lúc mà mình quay lại mình nhìn kỹ hơn thì mình cảm thấy là mình rất là hụt hẫng, vì đó một tình huống rất là nhanh mình có thể dẫn đến chấn thương nặng cho đồng nghiệp của mình. Nguyên từ lúc trận đấu chưa kết thúc đến những ngày sau đó, không thể nào mà dám đối diện với nó. Mình chỉ biết giam mình trong phòng và khóc. Sáng hôm sau thì mình có vào bệnh viện sớm để thăm Hào. Thì lúc gặp Hào thì mình cảm thấy là không biết nên nói gì, mà chỉ biết xin lỗi thôi. Những vấp ngã, những quãng trầm đã giúp Tấn Tài trưởng thành hơn. Cũng bởi thế, anh càng thêm trân trọng cơ hội được trở lại với sân chơi V-League lần này.